Có rất nhiều loại loài động vật, chim, cá, rắn, rết đồ có hết đấy. Vậy thì chúng ta tôi đang tiếp tục đi. Ồ. Vui nhỉ. Ồ. Vâng, và ngoài những loài động vật được chăn thả trong những môi trường tự nhiên thì sẽ có những loài khác phải ở trong những chiếc lồng sắt như thế này để bảo tồn. Thôi, chúng ta nên tiếp tục đi thôi nào. Đó là những chú vịt. Vâng, và đằng kia là một bọc đồng cỏ khác. Mắc ơi. Tôi tiếp cận đồng cỏ ở đây. Ở đây thì có những con kangaroo trưởng thành hơn. Wallaby. Đây thì mọi thứ đều được tạo hình rất là nhìn rất là tự nhiên. Còn kia là kangaroo đây. Nó là những chú kangaroo đây rất là dạng. Chúng không có sợ người. Đang đi dần xuống. So. Có con. Đây. Kangaroo ngoài nhảy thì chúng còn có thể bò bằng tứ chi. Thì chúng muốn đi chậm. Nó định đấm mình kìa. Muốn đấm mình kìa. Và khi mà tiếp xúc với kangaroo thì đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó. Nên mà không muốn nó đá vào bụng. Gì mấy em? Đây. Đây những loài vẹt. Và tiếng kêu của chúng khá là chói tai. Wow. Nhìn dễ thương phết. Mình thấy ở đằng kia, xa xa kia chính là con đà điểu. Điểu ở đây rất thân thiện. Điều ở đây có kích thước rất lớn. Ừ.
So it's just in. Can you see its little head? Its little face? Her little face? Wow, you saw the leg? Oh my god, I've never seen that. I'm lucky. Và đó chính là con gà Tây với một cái đầu đỏ và một lông đen huyền. Bên kia là hai con kangaroo đi ra ngoài đây. Ôi, nó không ở trong khu này nữa. Tôi khá là sợ khi mà phải đối diện với chúng. Tuy nhiên là động vật ở đây đều an toàn nên chúng ta biết cách để xử chúng. Vì đây là chúng đang ăn những loại thức ăn dư thừa mà con người vô tình đánh rơi. Rồi thôi, tiếp tục nào. Chúng ta tiếp tục với một cái hồ khác với những chú vịt. Và bên trong này là những loài động vật cực kỳ ồn ào và khó chịu. Đó là con chuột lemur. Nói chung là một loài động vật học ở đuôi. Rồi nói chung là chúng tôi đã đi một vòng. Thật ra là nó ồn lắm đấy, chúng tôi sẽ tạm thời im lặng không nói gì hết. Đây là những con vẹt biển màu.